Thơ và cùng với đó là anh Vũ Hồng Lâm, giám đốc quan hệ đại lý Phương Hồng. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía sân khấu để cùng chứng kiến giây phút quan trọng này quý vị. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Và ngay giờ đây, nghi thức khai trương sa bàn dự án được Beverly Phim Hồng Lâm Bắc. 3, 2, 1. Sau 30 ngày và bây giờ đây xin mời tất cả các khách quý, các vị đối tác, các anh chị chuyên viên kinh doanh, chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm mô hình The Beverly của chúng tôi ạ. Và bên cạnh đó, các anh chị chúng ta cần tư vấn về dự án thì chúng tôi có khu vực TRS bên ngoài, các anh chị chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ đến cho tất cả quý vị. Một nữa xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm sân bàn dự án của chúng tôi. Xin được cảm kính mời.